Tôi xin trình bày với các em thí nghiệm giữa lá nhôm với lại dung dịch đồng hai sunfat. Tôi cho đồng hai sunfat vào miệng. Rồi tôi cho lá nhôm vào. Lớp đồng màu đỏ bám vào lá nhôm và màu xanh của dung dịch nhạt dần. Tiếp tục cho phần đứng. Tôi thấy là màu xanh của dung dịch nhạt hơn. Phản ứng xảy ra trên bề mặt lá nhôm do dung dịch muối đồng hai sunfat là muối có môi trường axit cho nên nó nhôm lại kim loại là kim loại mạnh cho nên có bọt khí thoát ra. Cái lớp đồng càng ngày càng dày lên, màu xanh của dung dịch nhạt đi. Ở trong thì cái lớp lá nhôm bên trong nó sẽ mòn đi, nhưng nó được bao phủ bởi lớp đồng cho nên không nhìn thấy sự mòn đó. Ta thấy sau thời gian thì lớp đồng bám dày hơn và dung dịch màu xanh gần như là không còn màu nữa. Bởi vì cái muối nhôm tạo ra là muối không có màu. Các bạn quan sát kỹ hơn. Đây là lớp đồng. Cái lớp đồng người ta có thể cạo ra được. Để lộ ra cái lớp nhôm bên trong. Đấy, đây là bột đồng.